Buông bỏ mọi điều ác lớn và nhỏ, từ thân, khẩu, ý. Đây là giáo lý của Phật. Thời nay, người ta đi khắp nơi để cầu phước báu, và họ thường ghé ngang tu viện Quách Bao Bông này. Nếu họ không ghé ngang trên đường đi, thì họ ghé ngang trên đường trở về. Có người vội vã đến độ, tôi không có cơ hội để nhìn hay nói chuyện với họ. Đa số mọi người tìm kiếm phước báo, tôi không thấy nhiều người muốn tìm cách sửa đổi lối sống sai trái của họ. Họ lo kiếm phước báo đến độ, họ không biết họ sẽ để nó ở đâu. Nó cũng giống như việc nhợm một miếng vải bẩn chưa giặt. Ca tăng sĩ giảng dạy thẳng thắn, nhưng không bao nhiêu người thực hành. Phần lớn là bởi vì họ không hiểu. Nếu họ hiểu thì dễ hơn nhiều. Giả sử có một cái lỗ và có một thứ gì ở đấy, nếu con người thò tay vào cái lỗ mà không thể chạm đến đấy, họ nói rằng cái lỗ đó quá sâu, hàng trăm hàng ngàn người có thể thò tay xuống cái lỗ đó, và đều nói rằng cái lỗ quá sâu. Không ai nói rằng cánh tay họ quá ngắn cả. Sớm muộn rồi, những người tìm kiếm phước báo này sẽ phải bắt đầu tìm cách xa rời những việc làm sai lầm của họ. Nhưng không bao nhiêu người muốn làm thế. Giáo lý của Đức Phật quá ngắn gọn, thế mà đa số người cứ lờ đi, giống như họ ghé qua Quách Bao Bông. Đối với đa số người, Phật Pháp là như vậy đó, là chỗ để đổ lại một chút, chỉ có vài hàng chữ thôi, không có gì phức tạp cả. Thứ nhất là tránh làm mọi việc ác, đó là giáo lý của Phật, đây là cốt tủy của Phật Pháp. Nhưng người ta cứ lờ đi bởi họ không muốn điều này. Buông bỏ mọi điều ác lớn và nhỏ, từ thân, khẩu, ý. Đây là giáo lý của Phật. Nếu muốn nhuộm một mảnh vải, chúng ta cần giặt nó sạch trước. Nhưng nhiều người không làm như vậy. Họ không xem xét miếng vải trước, mà chỉ việc nhúng nó ngay vào thau thuốc nhuộm. Nếu miếng vải dơ bẩn, nhuộm màu chỉ khiến cho nó xấu xí hơn. Thử nghĩ đi, nhuộm một cái dẻ cũ bẩn thỉu có làm cho nó đẹp hơn không? Bạn thấy không, đây là cách mà Phật Pháp được giảng dạy, nhưng đa số con người cứ lờ đi. Họ muốn làm việc thiện, nhưng không muốn buông bỏ thói quen sống của họ. Cũng giống như nói là cái lỗ quá sâu, trong khi đó, bởi vì cánh tay quá ngắn, chúng ta phải quay lại với chính mình. Với sự giảng dạy này, họ phải bước lùi lại và nhìn vào chính mình. Đôi khi, người kiếm phước báo đi đầy cả một chuyến xe buýt. Đôi lúc họ còn cãi vã nhau trên xe hay uống rượu say mềm. Nếu bạn hỏi họ đi đâu, thì họ bảo là họ đi kiếm phước báo. Họ muốn phước báo, nhưng họ không buông bỏ điều ác. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm được phước báo bằng cách đó. Con người là như thế. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn thật kỹ. Đức Phật dạy về sự chánh niệm và sự nhận biết chính mình trong mọi tình huống. Điều ác phát sinh từ thân, khẩu, ý, nguồn gốc của mọi điều thiện, và điều ác nằm trong hành động, lời nói và tư tưởng. Đây là nơi bạn cần phải nhìn. Ngay nơi đây, nhìn xem hành vi của bạn có sai trái hay không. Người ta không thật sự nhìn vào những thứ này, giống như một người đang rửa chén với vẻ mặt cau có giận dữ. Bà ta quá chú tâm vào việc chùi sạch chén bát mà không nhận biết
sự dơ bẩn trong tâm của chính mình. Bà ta đang nhìn quá xa. Không phải sao? Người ta tập trung hết sức vào việc chùi rửa chén bát đến độ họ cho phép tâm của mình dơ bẩn. Như vậy là không tốt. Họ quên mất chính mình. Bởi vì không thấy chính họ, con người có thể làm đủ thứ điều xấu. Khi người ta dự định làm một điều gì xấu, họ nhìn quanh xem có ai thấy họ không. Mẹ mình có thấy không nhỉ? Còn chồng mình, con mình, vợ mình, họ đang sỉ nhục chính mình. Họ nghĩ rằng không ai nhìn thấy, nên họ nhanh chóng hoàn tất ý đồ của họ trước khi có người nhìn thấy. Nhưng còn chính họ thì sao? Họ không phải là một người nào đó sao? Bạn thấy không? Bởi vì họ quên chính mình như thế, nên con người không bao giờ biết được điều gì là thật sự quan trọng. Họ không biết được chánh pháp. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ thấy chính mình bất cứ khi nào bạn sắp làm một điều ác. Nếu bạn nhìn thấy chính mình đúng đắn, bạn có thể ngừng lại. Nếu bạn muốn làm một điều thiện, hãy nhìn vào chính mình. Nếu bạn biết cách nhìn vào chính mình, bạn sẽ biết phân biệt giữa điều thiện và điều ác, cái lợi và cái hại, đức hạnh và nết xấu. Nếu không nói về những điều này, bạn sẽ không biết về chúng. Tâm bạn sẽ chứa đầy lòng tham và ảo tưởng, nhưng bạn vẫn không biết. Bạn sẽ không biết điều gì cả nếu bạn cứ nhìn ở bên ngoài. Đó là vấn đề với những người không nhìn vào chính mình. Nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy điều thiện và điều ác. Nhìn thấy sự thiện lành, chúng ta có thể nhớ mà làm theo như vậy. Buông bỏ điều ác, thực hành điều thiện. Đây là cốt tủy của Phật Pháp. Thân, khẩu, ý không làm bất cứ điều ác nào, đó là chánh pháp, là sự tu hành đúng đắn, là giáo lý của Đức Phật. Rồi miếng vải của chúng ta sẽ sạch sẽ, và rồi chúng ta sẽ có được tất cả sự thiện lành và đức hạnh. Nếu tâm đã thiện lành và đức hạnh, chúng ta không phải đáp xe buýt đi khắp nơi để tìm kiếm phước báu. Ngay cả ngồi ở nhà, chúng ta cũng có thể đạt được phước báu. Nhưng đa số người cứ đi khắp nơi để tìm kiếm phước báu, mà họ không buông bỏ thói ác của họ. Họ trở về nhà tay không, và rồi họ lại chùi rửa chén bát với vẻ cau có, bực bội. Nhìn vào bên trong là điều mà người ta không muốn làm, cho nên họ cách xa phước báu rất nhiều. Dầu chúng ta có biết tất cả những điều này, nhưng nếu chúng ta không thật sự biết nó từ bên trong, Phật Pháp không đi vào tâm của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thiện lành và đức hạnh, nó sẽ hạnh phúc, có một nụ cười trong tâm chúng ta. Nhưng phần lớn chúng ta không có thời gian để mỉm cười. Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười trong cuộc đời trôi chảy. Đối với đa số người, hạnh phúc là khi sự việc diễn tiến theo cách họ muốn, là khi mà mọi người trên thế giới chỉ nói những điều tốt đẹp với họ. Nếu đây là điều bạn muốn, làm sao bạn có thể sống hạnh phúc? Làm sao chúng ta có thể khiến cho người khác chỉ nói những gì chúng ta thích nghe mỗi ngày? Có thể nào không? Ngay cả con cái của bạn, chúng có bao giờ nói điều gì làm phật lòng bạn không? Bạn có bao giờ làm cha mẹ mình nổi giận không? Không chỉ người khác, mà ngay chính đầu óc của chúng ta có thể khiến chúng ta bực tức. Đôi khi chúng ta nghĩ đến những chuyện buồn,
bạn có thể làm được gì chứ? Bạn có thể đang đi và bỗng nhiên vấp té. Ai da, đau quá. Vấn đề là gì thế? Ai làm ai trượt té vậy? Bạn đổ lỗi cho ai đây? Đó là lỗi của bạn. Ngay cả đầu óc của chúng ta cũng có thể làm phiền chúng ta. Đôi lúc chúng ta làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không thích. Nhiều lắm là bạn la lên, đồ chó. Đâu có ai khác để trách mắng. Chúng ta phải dựa vào Phật Pháp để tìm hạnh phúc. Bất kể đó là gì, bất kể điều gì đó đang là đúng hay sai, đừng bám chặt một cách mù quáng vào đó. Chỉ việc nhận biết nó và rồi buông bỏ nó. Khi tâm thanh thản, bạn có thể mỉm cười. Giây phút mà bạn bực tức một điều gì, tâm rối ren, và rồi không còn gì là tốt nữa cả. Một khi dứt sạch các phiền não, tâm sẽ không còn lo âu, chỉ có sự bình an, thiện lành và đức hạnh. Khi tâm chiếu diệu và không còn điều ác, nó thanh thản, tâm tĩnh lặng và bình an là thành quả lớn nhất của con người. Trong Phật Pháp, phước báo là buông bỏ điều ác. Khi không còn điều ác, tâm không còn chỗ cho bất kỳ sự lo lắng nào. Khi không còn lo lắng, tâm sẽ tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng là tâm thanh tịnh, không còn một tư tưởng oán giận nào nữa. Làm sao để làm cho tâm trong sáng? Chỉ bằng cách nhận biết nó. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ, hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội, điều gì cũng làm cho tôi khó chịu, ngay cả mấy cái dĩa trong tủ chén bát. Có thể bạn cảm thấy như muốn đập chúng bể nát. Bất cứ thứ gì trước mắt bạn đều khiến bạn bực bội. Gà, vịt, chó, mèo, bạn ghét tất cả. Bất cứ điều gì chồng bạn nói đều khiến bạn bực bội. Ngay cả khi nhìn vào tâm chính mình, bạn cũng thấy bất mãn. Bạn phải làm gì trong trường hợp như thế? Cảm giác đau khổ từ đâu đến vậy? Điều này được gọi là không có phước báo. Hiện nay, tại Thái Lan, người ta tin rằng khi một người chết, phước báo của họ mất theo. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Có rất nhiều người còn sống mà đã hết phước báo rồi. Đi trên những chuyến xe kiếm phước báo này cũng giống như xây cất một căn nhà xinh đẹp mà không chuẩn bị nền móng cho tốt trước. Không bao lâu căn nhà sụp đổ, bạn phải làm lại từ đầu với một phương pháp khác. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn vào những tật hư thối xấu nơi thân khẩu ý của bạn. Còn nơi nào khác để bạn tu hành nữa chứ? Con người đi lạc hướng, họ muốn tu hành chánh pháp ở một nơi thật bình an, trong rừng tại Wat Pa Bong. Nhưng Wat Pa Bong có bình an không? Không, không thật sự bình an đâu. Nơi thật sự bình an là trong căn nhà của chính bạn. Nếu bạn có trí huệ, ở bất cứ nơi nào, bạn cũng đều cảm thấy tự tại. Thế giới vô sự cả. Cây cối trong rừng đều vô sự. Cây cao, cây thấp, cây rộng rụt, đủ thứ. Chúng chỉ là vậy thôi. Nhưng chúng ta không nhận biết bản chất thực của chúng, mới có ý kiến này nọ. Cây này quá thấp, cây này rộng rụt. Những cây đó chỉ giản dị là cây cối thôi. Chúng tốt hơn chúng ta. Hãy để cây cối dạy dỗ cho bạn. Bạn học được điều gì từ chúng không? Bạn nên cố học ít nhất một điều từ chúng. Có quá nhiều cây, tất cả đều có một điều gì đó để dạy dỗ bạn. Phật Pháp hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong khắp cả thiên nhiên,
Bạn nên biết điều này, đừng ở đó than phiền là cái rột quá sâu. Hãy nhìn lại cánh tay của bạn đi. Nếu bạn nhìn thấy điều này, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn kiếm được phước báu hay giữ được giới hạnh, hãy để nó trong tâm bạn. Đó là nơi tốt nhất để bảo tồn nó. Kiếm phước báo theo cách bạn làm hôm nay cũng được, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Đóng góp vào quỹ xây cất tu viện cũng có phước báo, nhưng đó cũng không phải là điều tốt nhất. Làm cho tâm bạn thiện lành là điều tốt nhất. Bằng cách đó, bạn sẽ tìm thấy sự thiện lành bất kỳ bạn đến đây hay ở nhà. Hãy tìm thấy sự ưu việt này trong tâm của bạn. Những cấu trúc bên ngoài như chánh điện này chỉ là cái vỏ cây, chúng không phải là lỗi cây. Nếu bạn có trí tuệ, bất cứ ở đâu bạn cũng nhìn thấy Phật Pháp. Nếu bạn thiếu trí tuệ thì ngay cả những điều tốt cũng thành xấu. Sự xấu này từ đâu đến vậy? Từ trong tâm của chúng ta. Hãy thử xem tâm này thay đổi ra sao. Vợ chồng đang sống vui vẻ, họ có thể chuyện trò với nhau rất vui vẻ, nhưng có một ngày khi họ bực tức, bất cứ điều gì người hôn phối của mình nói ra đều khiến mình khó chịu, tâm trở nên xấu đi, nó lại thay đổi. Cho nên, để có thể buông bỏ điều ác và trau dồi điều thiện, bạn không cần phải tìm kiếm ở một nơi nào khác. Nếu tâm của bạn trở nên xấu, đừng nhìn vào những người khác, chỉ nhìn vào chính tâm của mình và tìm xem những tư tưởng này từ đâu đến. Tại sao đầu óc nghĩ những thứ như thế? Hãy biết rằng tất cả mọi thứ đều tạm bợ, tình yêu tạm bợ, sự thù ghét cũng tạm bợ. Bạn có yêu thương con cái của mình không? Dĩ nhiên là có. Bạn có bao giờ ghét chúng không? Tôi sẽ trả lời điều đó cho bạn luôn. Bạn có tức giận chúng, phải không? Bạn không thể quẳng chúng đi, phải không? Tại sao không? Con cái không giống như những viên đạn. Đạn thì bắn ra ngoài, nhưng con cái bắn ngay vào tim của cha mẹ. Nếu con cái ngoan hiền, cha mẹ nhận lấy sự ngoan hiền đó. Nếu con cái hư đốn, cha mẹ cũng nhận lấy sự hư đốn đó. Bạn có thể cho rằng con cái là nghiệp quả của bạn. Có nghiệp tốt mà cũng có nghiệp xấu. Cả hai thứ tốt và xấu đều ở đó, nơi con cái của bạn. Nhưng ngay cả những đứa xấu cũng quý giá. Có thể một đứa sinh ra đã bại liệt hay tật nguyền, và bạn càng thương yêu nó hơn những đứa khác. Mỗi khi đi vắng nhà, dầu chỉ một lúc, bạn phải để lời nhắn nhủ: nhớ chăm sóc cho đứa út nhé, nó yếu ớt lắm. Bạn thương nó hơn cả những đứa khác. Con cái là nghiệp quả của bạn. Chúng thích hợp với người chủ của chúng. Chúng là nghiệp chướng của bạn, nên bạn có bổn phận đối với chúng. Nếu chúng thật sự làm cho bạn đau khổ, hãy tự nhắc nhở mình, đó là nghiệp quả của mình. Nếu chúng làm bạn vui vẻ, hãy tự nhắc nhở mình, đó là nghiệp quả của mình. Đôi lúc, đời sống gia đình căng thẳng đến độ bạn muốn trốn chạy đi nơi khác. Có khi tệ đến nỗi có người còn nghĩ đến việc treo cổ tự vẫn. Nó là nghiệp chướng. Chúng ta phải chấp nhận sự thật, đừng làm những điều dại dột. Rồi bạn sẽ có thể nhìn thấy chính mình rõ ràng hơn mỗi ngày. Đây là lý do tại sao bạn cần tập quán xét sự việc. Khi hành thiền, bạn có thể sử dụng một đối tượng như chữ Buddha hay một câu nói khác. Chẳng hạn, mỗi khi bạn cảm thấy bức rứt, mỗi khi đầu óc nghĩ ngợi lung tung, chỉ việc nói, thì sao chứ?
khi bạn cảm thấy dễ chịu hơn chỉ việc nói thì sao chứ? Cảm giác này đâu có chắc chắn. Nếu bạn yêu một người nào đó chỉ việc nói thì sao chứ? Bạn cảm thấy muốn tức giận chỉ việc nói thì sao chứ? Bạn có hiểu không? Bạn không phải nghiên cứu tam tạng kinh điển để biết phải làm sao. Bạn chỉ việc nói thì sao chứ? Điều này có nghĩa là nó chỉ tạm bợ thôi. Tình yêu tạm bợ, sự thù ghét cũng tạm bợ, điều thiện cũng tạm bợ, sự ác cũng tạm bợ. Làm sao chúng ta có thể thường hằng được? Có sự thường hằng vĩnh cửu nào ở trong chúng ta không? Phút này thì yêu đương, phút sau thì thù ghét, là như thế đó. Đó là tại sao tôi nói rằng mỗi khi tình thương phát sinh, chỉ việc nói với nó thì sao chứ? Nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian. Bạn không phải nói vô thường, khổ, vô ngã. Nếu bạn không muốn một thiền án dài dòng, chỉ việc sử dụng câu nói đơn giản. Nếu bạn không muốn một thiền án dài dòng, chỉ việc sử dụng câu nói giản dị này. Nếu tình yêu phát sinh trước khi bạn chìm đắm trong đó, hãy tự nhủ thì sao chứ? Thế là đủ. Mọi thứ đều vô thường, chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi là nhìn thấy cốt tủy của Phật Pháp. Bây giờ nếu mọi người nói thì sao chứ thường xuyên hơn và huấn luyện chính mình theo cách này thì mọi ràng buộc sẽ tiêu tan dần. Con người sẽ không dính mắc vào sự yêu thương hay thù ghét. Họ không bám phiếu vào việc gì nữa. Họ sẽ đặt niềm tin của mình vào chân lý, không vào những thứ khác. Chỉ biết bấy nhiêu là đủ. Bạn còn muốn biết gì khác nữa? Sau khi nghe Pháp, hãy ráng nhớ những lời giảng dạy. Bạn nên nhớ điều gì? Thiền định, có hiểu không? Nếu bạn hiểu và tin tưởng vào Phật Pháp, đầu óc sẽ ngừng quấy nhiễu bạn. Nếu tâm cảm thấy tức giận, chỉ việc nói thì sao chứ? Nó là vô thường và thế là đủ. Nó ngừng ngay tại đó. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, hãy suy ngẫm thêm một chút.